Chào mừng các bạn đến với kênh 24 giờ nóng hổi. Vâng, thưa các bạn, trong bản tin ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu 7 cặp anh em cùng mang quân hàm cấp tướng nổi tiếng tại Việt Nam. Họ là những ai? 1. Thượng tướng Đinh Đức Thiện và em trai là Đại tướng Mai Chí Thọ. Thượng tướng Đinh Đức Thiện sinh ngày 15 tháng 11 năm 1914. Ông mất ngày 21 tháng 12 năm 1986. Ông tên thật là Phan Đình Dinh. Ông quê ở làng Địch Lễ, xã Nam Vân, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, nay là xã Nam Vân, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Ông là một vị tướng lĩnh cấp cao, hàm thượng tướng. Ông nguyên là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Cơ khí Luyện kim, Bộ trưởng phụ trách Dầu khí, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 3 và khóa 4. Ông được tặng thưởng huân chương sao vàng. Ông được mệnh danh là anh cả của ngành vận tải quân sự Việt Nam. Thượng tướng Đinh Đức Thiện là em ruột của ông Lê Đức Thọ. Ông Lê Đức Thọ nguyên là cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên trưởng Ban tổ chức Trung ương, phụ trách nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam suốt một thời kỳ dài từ năm 1956 đến năm 1982. Ông Lê Đức Thọ còn là người trực tiếp phụ trách đoàn ngoại giao Việt Nam đàm phán với Mỹ về Hiệp định Paris. Và đặc biệt, Thượng tướng Đinh Đức Thiện còn là anh ruột của Đại tướng Công an Nhân dân Mai Chí Thọ. Ông Mai Chí Thọ sinh ngày 15 tháng 7 năm 1922. Ông mất ngày 28 tháng 5 năm 2007 tại Hà Nội. Tên thật là Phan Đình Đống, bí danh Năm Xuân, Tám Cao, là Đại tướng Công an Nhân dân Việt Nam đầu tiên, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ từ năm 1986 đến năm 1991. 2. Đại tướng Đoàn Khuê và em trai là Trung tướng Đoàn Trương. Đại tướng Đoàn Khuê sinh ngày 29 tháng 10 năm 1923, quê quán thôn Gia Đặng, xã Triệu Tân, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, nay là xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Ông mất ngày 16 tháng 1 năm 1999 tại Hà Nội, an táng tại Nghĩa Trang Mai Dịch. Bí danh Võ Tiến Trình, là một tướng lĩnh quân đội nhân dân Việt Nam, cấp bậc đại tướng. Ông nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Từ năm 1991 đến năm 1997, ông nguyên là Tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam. Từ năm 1987 đến năm 1991, ông có hai người em trai là sĩ quan cao cấp của quân đội. Một là Trung tướng Đoàn Trương. Trung tướng Đoàn Trương sinh năm 1927, mất năm 2010. Ông là một sĩ quan cấp cao trong quân đội nhân dân Việt Nam, hàm Trung tướng. Ông nguyên là Viện trưởng Viện Chiến lược Quân sự, và em trai Đại tá Đoàn Thúy. 3. Đại tướng Trần Đại Quang và em trai là Thượng tướng Trần Quốc Tỏ. Đại tướng Trần Đại Quang sinh ngày 12 tháng 10 năm 1956. Ông mất ngày 21 tháng 9 năm 2018. Quê ông ở thôn Lưu Quang, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ông là Chủ tịch nước thứ 8 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, từ ngày 2 tháng 4 năm 2016 cho đến ngày ông qua đời, ngày 21 tháng 9 năm 2018. Ông xuất thân là Đại tướng Công an Nhân dân Việt Nam. Ông Trần Đại Quang là Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2011-2016. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ông từng là Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11 và khóa 12, trưởng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương và trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên từ 2011 đến 2016. Ông Trần Đại Quang còn là giáo sư ngành khoa học an ninh, tiến sĩ luật học. Ông có người em trai là Thượng tướng Trần Quốc Tỏ. Ông Trần Quốc Tỏ sinh ngày 28 tháng 1 năm 1962. Ông là một chính trị gia người Việt Nam và tướng lĩnh Công an Nhân dân Việt Nam, cấp bậc Thượng tướng. Ông hiện là Thứ trưởng Bộ Công an, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 15 nhiệm kỳ 2021-2026, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ hiện là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương. Ông nguyên là Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. 4. Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp và em trai là Thiếu tướng Đặng Vũ Liêm. Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp sinh ngày 9 tháng 2 năm 1928 tại xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Quê quán tại thôn Cự Đình, xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Ông có bí danh là Đặng Hùng.
Ông là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Thượng tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông được tặng thưởng huân chương độc lập hạng nhất. Ông qua đời vào ngày 11 tháng 4 năm 2008 tại Hà Nội, hưởng thọ 80 tuổi. Ông là anh trai của giáo sư tiến sĩ Đặng Vũ Hoạt và thiếu tướng Đặng Vũ Liêm. Ông Đặng Vũ Liêm, sinh 1942, là một thiếu tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thiếu tướng Đặng Vũ Liêm là phó tiến sĩ triết học, nguyên phó tư lệnh về chính trị bộ đội biên phòng. Ông cũng là một đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 10, thuộc đoàn đại biểu Hà Giang. 5. Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng và em trai là thiếu tướng Huỳnh Chiến Công. Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, sinh ngày 15 tháng 6 năm 1965. Ông quê quán tại xã Mỹ Chánh, huyện Ba Chi, tỉnh Bến Tre. Ông là một sĩ quan cấp cao trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, hàm thượng tướng. Ông hiện là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cha ông là Cố Thiếu tướng Huỳnh Xuân Quang, bí danh Sáu Hoài, nguyên là chính ủy đầu tiên của Sư đoàn Bộ binh 330, nguyên Phó Tư lệnh về Chính trị Mặt trận 979, thuộc Quân khu 9, nguyên Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9. Ông có người em trai là Thiếu tướng Huỳnh Chiến Công, hiện đang là Phó Tham mưu trưởng Quân khu 9. Nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 330, Quân khu 9. Và một người em trai nữa là Trung tá Huỳnh Trường Nam, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên 622 thuộc Quân khu 9. 6. Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên và em trai là Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Anh. Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, sinh ngày 1 tháng 3 năm 1923. Ông từ trần vào hồi 11 giờ 42 phút ngày 4 tháng 4 năm 2019. Khi đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, không lâu sau sinh nhật lần thứ 96, ông quê quán tại làng Trung Thôn, xã Quảng Trung, phủ Quảng Trạch, Quảng Bình. Ông tên thật Nguyễn Hữu Vũ, là một cựu tướng lĩnh và chính trị gia của Việt Nam. Ông là vị tư lệnh của binh đoàn Trường Sơn trong thời gian lâu nhất, từ năm 1967 đến năm 1975, và là một trong hai vị tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam được phong quân hàm vượt cấp, từ đại tá lên trung tướng. Ông cũng từng giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nay là Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Ông còn là đặc phái viên Chính phủ, đặc trách chương trình 327 về bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ và rừng đặc dụng. Ông là cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ, tham gia Ban chỉ đạo nhà nước về đường Trường Sơn. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ông từng là Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 6. Ủy viên Dự khuyết Bộ Chính trị khóa 5, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 4. Ông có người em trai ruột là Thiếu tướng Nguyễn Hữu Anh, nguyên Phó Viện trưởng, Bí thư Đảng ủy Học viện Hậu cần, Cục trưởng Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng. 7. Trung tướng Lê Minh Hùng và em trai là Thiếu tướng Lê Minh Hà. Trung tướng Lê Minh Hùng, sinh năm 1963, quê quán tại xã Sơn Tân, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Ông là Trung tướng Công an Nhân dân Việt Nam. Ông đã từng giữ chức vụ Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Phó Thủ trưởng Thường trực, Cơ quan Quản lý Tạm giữ Tạm giam Bộ Công an Việt Nam, kiêm Cục trưởng Cục Cảnh sát, Quản lý Tạm giữ Tạm giam và Thi hành án hình sự tại Cộng đồng, thuộc Bộ Công an Việt Nam. Ông là con trai cả của Cố Thượng tướng Lê Minh Hương, Bộ trưởng Bộ Công an. Trung tướng Lê Minh Hùng là anh trai của Thiếu tướng Lê Minh Hà, sinh năm 1967. Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, nguyên Cục Phó Cục Tình báo Mỹ Âu Phi thuộc Bộ Công an, và là anh trai của ông Lê Minh Hưng, sinh năm 1970, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa 13, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Vâng thưa các bạn, bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Các bạn hãy đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất.